Sao từ các bác ơi, mình sẽ view cho các bác xem một cái mẫu điều hòa máy 10.000 các bác nhé. Máy 10.000 Panasonic này. Đây, 10.000 Panasonic cực đẹp các bác. Con này cực đẹp luôn. Hôm nay thật ra thì rất là bận. Nhà em rất là bận để con máy 10.000 này. Đây. Máy 25 10.000. 10.000 BTU Panasonic các bác nhá. Đây, siêu đẹp. Đó. Panasonic. Có tầm 7-8 khách gọi được thôi, em cứ view đi. Cứ view bác nào thì hợp duyên thì các bác mua các bác nhá. Đây, máy 10.000 BTU các bác đây. Chạy được phòng khoảng 13 đến 14 m2 đấy các bác ạ. Cực đẹp. Đây. Hàng bóng nhoáng luôn, zin bản 100%. Không sơn xịt một tí nào các bác nhá. Sơn zin bản bóng nhoáng các bác. Các bác nhìn xem. Bóng như mới luôn. Tất cả tem tiếc em làm cái tem trang trí đâu các bác này. Nhìn nó lộng lẫy này. Đấy, các bác nhá. Năng lượng tất cả mọi thứ đều ok. Đấy. Đây. Em view sâu bên trong một chút cho các bác xem nhé. Đây, giàn lạnh đây. Giàn lạnh thì siêu mới. Đây, giàn lạnh siêu mới các bạn. Giàn lạnh siêu mới luôn. Máy 10.000, rất nhiều các bác đặt. Đấy, giàn lạnh thì siêu đẹp luôn. Bắt đầu em mới cho giàn nóng. Vì con này em mới cho thợ nó rửa các bác nhé. Nó rửa xong thì cũng chưa kịp đậy lắp lên. Thì em cho bác xem luôn. Bây giờ mới được đây. Con này các bác nếu mà làm thì ngày mai mới gửi được các bác. Không thể trong ngày nay được. Thì hôm nay đơn thì em đi 20 đơn đã đi luôn rồi, không thể nào mà đi ngay trong ngày được. Đây, dàn con này dàn đồng hai lớp các bác nhá. Đây, hai dàn đồng hai lớp này. Dàn màu đồng đỏ chót luôn. Đấy, dàn đồng hai lớp, máy 10.000 mà nó đã chất như nước cất như này rồi các bác. Này, hai lớp dàn đồng. Cực chất, đã tiện tất cả đều ok các bác nhá. Đây, mới rửa xong nó đang còn ướt. Em phải tháo hết cho thợ tháo hết ra. Bắt đầu gánh sạch hết bên trong đi, nhìn như mới luôn. Đây, dàn nóng này, dàn nóng thì nó chỉ được như thế này thôi, cũng là đẹp rồi. Cũng không phải là xuất sắc lắm nhưng nó cũng là ok các bác nhá. Đấy. Cục nóng nó này. Cục nóng con này thì nặng nặng 22 kg. Ga là 8 nặng rưỡi, chạy ga 410. Đại ga 410 các bác nhá. Đấy. Rồi. Siêu đẹp. Dàn đồng hai lớp kép. Cực đẹp luôn. Đây cho các bác nhìn qua một tí. Nếu các bác nào hợp nhãn thì alo cho em luôn. Theo số điện thoại là 096 1519 122 các bác nhá. Đấy với con máy 10.000 này. Máy 10.000, dàn đồng hai lớp, siêu đẹp. Với giá bây giờ em bán con này với cái giá là 5 triệu các bác ạ. Giá là 5 triệu các bác nhá. Các bác nào thích mà cần thì alo cho em. Với giá chỉ có 5 triệu thôi. Máy 10.000 Panasonic siêu tiết kiệm điện. Một tháng chỉ chạy hết 300.000 tiền điện thôi. Đã chạy tẹt bồ rồi các bác nhá. Nóng lạnh nào vào mùa đông các bác đã có sưởi rồi. Nhà có con nhỏ với có người già thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, các bác nào mà yêu thích cái môn đồ Nhật này thì inbox cho em. Đấy, em thì bán hàng cũng rất nhiều rồi. Nếu có bác hàng mà mới xem video của em thì cho em một lượt đăng ký nha các bác nhá. Bác nào mà xem rồi thì cho em một lượt thích, một lượt chia sẻ các bác nhá. Với con máy này 10.000 Panasonic, hiệu Panasonic siêu đẹp này em bán với giá là 5 triệu bao gồm điều khiển với cả bát đưng. Đấy, với giá là 5 triệu các bác nhá. Thì điều hòa bây giờ giá thật ra nó cũng lên rồi. Như thời trước con này em bán chắc thì tầm 4 triệu rưỡi. Nhưng bây giờ nó lên đến 500-700 nghìn một con. Nhưng nhà em chỉ lên 500 thôi. Đấy, để hỗ trợ tất cả các bác. Đấy, em hỗ trợ cả điều khiển bát lưng. Đấy, các thứ các bác nhá. Các bác nào mà yêu thích nó thì hãy inbox cho em. Với giá là 5 triệu các bác nhá. Panasonic 10.000. Dàn kép, đẹp lung linh. Hàng zin bản, không sơn, không xịt gì cả. Chỉ có tem tiếc làm thay đổi mới tí thôi. Cho các bác nhìn nó hợp mắt. Vâng, cảm ơn các bác.